Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 gặp bạn như trên iGov của Tốc Càng GGX. Khi tham gia iGov các bạn nhận được 300 Tốc Càng GGX khoảng 15 đô. Mỗi lượt ghép là 100 GGX khoảng 5 đô. Giá trị hiện tại của nó là 1 GGX bằng 0.05S. Các bạn biết hoàn liên mô tả bấm nút ta. Chatbot. Con này mình chưa biết cái sàn nào nữa. Khi nào lý sàn là thông báo cho tất cả các bạn vì mình chưa có coi. Rồi đầu tiên các bạn follow Tower và Viewer Submit You Tower nha. Rồi các bạn follow Tower của nó các bạn. Và nghị quyết. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình để cập nhật những video tiếp theo từ mình nha các bạn. Mình sẽ kiếm rồi này mình đã từng điểm giờ mình like nha, chỉ like nó thôi. Bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nha các bạn. 300x nè. Rồi các bạn like cho nó nha các bạn. Rồi các bạn thoát gan mà. Rồi các bạn nghị quyết là đừng liên theo world thứ hai của nó các bạn. Rồi mình test lại bình luận đi các bạn ơi. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn thoát gan nha các bạn. Submit you the world. Tower profile follow Tower profile review submit Tower hết gầm điện gì ta phan các bạn chờ mình chút nha các bạn. Mình lộn các bạn ơi, các bạn test lại một cái bình luận là a cộng Galaxy Wood US các bạn ơi, mình sơ ý nha các bạn. Các bạn tự quyết là cái bình luận dòng chữ đó mới đúng. Rồi các bạn bắt dẫn không ạ? Bạn copy bạn dán không ạ? Bỏ từ này từ chấm cơm đi. Rồi các bạn trả lời không ạ? Rồi các bạn thoát ra các bạn. Các bạn ghi vô sản của theo word của mình nha các bạn. A cộng Win bạn vào theo word của mình vào trang cá nhân của mình là mà lấy username nha các bạn. Rồi các bạn follow Tower profile. Rồi các bạn join tên Telegram group của nó các bạn. Rồi các bạn vào kênh Telegram thứ hai của nó nè. Rồi mình đã join vào luôn rồi. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn vào mục Astonet follow Telegram channel của nó nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Các bạn thoát ra các bạn. Rồi đóng tiêu luôn người ta. Để mình kiếm lại nha các bạn. Rồi các bạn vào setting lấy cái username username theo word của mình nha các bạn. Anh không 32993177 các bạn vào setting của thầy Word lấy username tại khảo mình 24680329 rồi các bạn gửi cho nó các bạn. Rồi các bạn lấy địa chỉ EC20ETH của mình nữa các bạn. Con này chatbot quá là đơn giản luôn. 5 phút rồi ta.
Rồi các bạn lấy địa chỉ ETH này nè các bạn sao chép. Rồi các bạn mở theo Telegram lên. Mở quách nè các bạn. Đừng để ấn kẹt. Rồi bạn gửi cho nó nha các bạn. UETH Alpha. Rồi các bạn bán chào ghét link để lấy link chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Mỗi lượt ghép các bạn nhận được 100 RRX. Rồi các bạn bấm vào Balance để nhận, mình có nhận tốc cần không các bạn? Mình đã nhận 300 tốc cần nha các bạn. Ghép phơ mình chưa tuyển được, mới làm video. Rồi vậy video mình chương trình nó góp mình ở đây rồi. Được không các bạn? Kết thúc nha các bạn.